Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm của đồng hồ cổ Tà Tấn. Hôm nay Văn Phạm lên cùng quý vị và các bạn giới thiệu với quý vị một và các bạn bộ đồng hồ cổ cho Văn Phạm nói vui là tướng sĩ tượng của đồng hồ cổ Tà Tấn. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây Văn Phạm sẽ giới thiệu rất chi tiết những chiếc đồng hồ cổ của đồng hồ cổ Tà Tấn vừa về. Nhất là đằng sau Văn Phạm đây, trước màn ảnh nhỏ quý vị và các bạn có một bộ tướng sĩ tượng. Văn Phạm nói vui để quý vị và các bạn để giao dịch với đồng hồ cổ Tà Tấn cho nó dễ. Quý vị và các bạn có điều kiện cho Văn Phạm mời tới 120 Hàng Nam, quận Đống Đa, Hà Nội để ta chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ cổ, những cỗ máy thời gian rất là cổ và rất là đẹp và rất là xuất sắc. Cho Văn Phạm nói vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ Văn Phạm sẽ tả chi tiết những chiếc đồng hồ cổ của đồng hồ cổ Tà Tấn gửi tới quý vị và các bạn. Đây là một bộ tướng sĩ tượng, quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Cho Văn Phạm nói vui vậy để quý vị và các bạn dễ trao đổi cùng với đồng hồ cổ Tà Tấn. Cho Văn Phạm giới thiệu từng con một của đồng hồ cổ Tà Tấn. Bây giờ có một bộ tướng sĩ tượng, Văn Phạm giới thiệu với quý vị. Đây là một con tướng 3610 quý vị nhá. Quý vị và các bạn để ý kỹ chiếc thùng và chiếc đồng hồ 3610 rất là đẹp. Kim trắng, quả lắc trắng, mặt bát giác nằm, mạ cà rôm rất đẹp quý vị. Sau đây Văn Phạm sẽ test chuông từng con một để quý vị gửi tới quý vị và các bạn nghe những tiếng âm thanh du dương của những chiếc đồng hồ cổ Tà Tấn. Văn Phạm sẽ test chiếc đồng hồ 3610 để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Đây là một chiếc đồng hồ cho Văn Phạm nói vui là đây là một con tướng của đồng hồ cổ Tà Tấn. Bây giờ Văn Phạm sẽ test chuông để quý vị và các bạn nghe thưởng thức cái âm thanh của đồng hồ 3610. Quý vị và các bạn đang được nghe tiếng chuông rất là du dương của chiếc đồng hồ 3610 Văn Phạm đang giới thiệu. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là một chiếc đồng hồ 3610 rất là đẹp. Mặt bát giác nằm quý vị nhá, số nổi kim trắng, quả lắc trắng, mạ cà rôm. Đằng trước quý vị đây để ý kính rào quả chuông rất là đẹp. Hai bên là họa tiết bằng hoa hướng dương rất đẹp quý vị nhá. Cho Văn Phạm nói nhấn mạnh một câu rất đẹp, chiếc đồng hồ nguyên zin từ trong ra ngoài, quý vị để ý không thiếu bất kỳ một chi tiết nào của một chiếc đồng hồ 3610. Nói đến 3610 quý vị và các bạn đã biết hôm nay đồng hồ Tà Tấn về, Văn Phạm gửi luôn tới quý vị và các bạn để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng chiếc đồng hồ cho Văn Phạm nói vui. Đây là một con tướng của đồng hồ cổ Tà Tấn. Vừa về xong Văn Phạm lên sóng luôn để gửi tới quý vị và các bạn nào ưa thích những chiếc đồng hồ cổ của đồng hồ Tà Tấn thì cho Văn Phạm mời quý vị tới 120 Hàng Nam để ta chiêm ngưỡng bộ tướng sĩ tượng của đồng hồ cổ Tà Tấn. Vâng, đến con thứ hai là con sĩ 5410 quý vị nhá, rất là đẹp. Quý vị để ý chiếc đồng hồ thùng bè, họa tiết hai bên hai bông lúa mì tượng trưng cho nó ấm rất là đẹp quý vị nhá. Cống mặt bát giác nằm. Vâng, kim trắng, quả lắc trắng, mạ cà rôm, số nổi quý vị nha, rất là đẹp. Quý vị để ý kỹ những chiếc đồng hồ cổ Tà Tấn vừa về xong, Văn Phạm lên luôn để quý vị và các bạn được chiêm ngưỡng. Sau đây Văn Phạm sẽ test chuông chiếc đồng hồ Văn Phạm gọi là con sĩ để quý vị và các bạn nghe tiếng chuông du dương của chiếc đồng hồ này. Thank you.
Vâng, quý vị và các bạn đang nghe tiếng chuông của đồng hồ 5410. Văn Phạm đang giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là một chiếc 5410 thùng bè. Văn Phạm gọi vui đây là một con sĩ của đồng hồ cổ Tà Tấn. Quý vị và các bạn để ý kỹ, cái size thùng rất là đẹp. Thùng bè hai bên là hai bông lúa mì, mặt bát giác nằm rất đẹp quý vị nhá. Quý vị nào ưa thích những chiếc đồng hồ như thế này cho Văn Phạm gửi tới. Quý vị mời quý vị tới 120 Hà Nam để ta trà đạo và đàm đạo để xem những chiếc đồng hồ, nghe những tiếng chuông thánh tốt của chiếc đồng hồ cổ Tà Tấn. Con này là Văn Phạm gọi vui là con sĩ quý vị nhá. Quý vị chim ngưỡng những chiếc đồng hồ Văn Phạm vừa mới giới thiệu, từ con tướng con sĩ, đây là một con tượng. Báo cáo quý vị, đây là một chiếc đồng hồ 548. Văn Phạm gọi vui là con tượng của đồng hồ cổ Tà Tấn. Sau đây Văn Phạm sẽ tiết chuông để quý vị và các bạn nghe tiếng âm thanh du dương của chiếc đồng hồ 548 Văn Phạm gọi vui là con tượng, để quý vị và các bạn tiện giao dịch nhé. Vâng, báo cáo quý vị và các bạn, Văn Phạm vừa test chuông của chiếc đồng hồ 548 gửi tới quý vị và các bạn. Nghe tiếng chuông du dương của chiếc đồng hồ 548, Văn Phạm gọi đây là một con tượng của đồng hồ cổ Tà Tấn vừa về. Văn Phạm test chuông và cho quý vị và các bạn xem hình ảnh của những chiếc đồng hồ vừa về. Văn Phạm gọi vui là bộ tướng sĩ tượng của đồng hồ cổ Tà Tấn. Cho Văn Phạm gửi tới quý vị và các bạn, và quý vị và các bạn có điều kiện, có thời gian cho Văn Phạm gửi. Mời quý vị tới 120 Hà Nam để ta trà nước đàm đạo và xem những chiếc đồng hồ cổ của đồng hồ cổ Tà Tấn vừa về xong. Thời gian nó cũng có hạn, đồng hồ vừa về Văn Phạm gửi luôn tới quý vị và các bạn những cỗ máy thời gian, những chiếc đồng hồ cổ của đồng hồ cổ Tà Tấn, một bộ rất là khủng, Văn Phạm gọi vui là tướng sĩ tượng để cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Quý vị và các bạn có điều kiện, nếu mình có điều kiện thì chiêm ngưỡng một bộ đồng hồ bộ ba này về mình chơi thì thực ra mà nói là rất là đẳng cấp quý vị nhá. Vâng, đến đây cho Văn Phạm ngừng lời gửi tới quý vị và các bạn một lời mời để quý vị và các bạn nào ưa thích những cỗ máy thời gian, những chiếc đồng hồ cổ thì tới 120 Hà Nam, quận Đống Đa, Hà Nội để ta xem, nghe những tiếng chuông du dương của đồng hồ cổ Tà Tấn. Vâng, kính chào quý vị và các bạn.